Có non thành cổ, một màu xanh non ta. Bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa. Chồng con không trở về, cho tôi hôm nay vào thành cổ thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Mảnh đất quê mình.
mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ, ngàn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, lần tiến công đi hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi sáng chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lào sao chưa hè một dòng ca dao, Lào sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Báo tần chung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lạnh giận dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ, hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói, ta bạn vẹn tình đắng ngọt. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu, đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, chi hội cựu chiến binh làng văn hóa Thuần Bị, xã An Hồng. Kính thưa các cụ, các ông bà, đại biểu đại diện dòng họ nội, họ ngoại, các vị đại biểu đại diện đồng đội cùng đơn vị với anh chúng tôi, các quý khách và toàn thể anh chị em cùng con cháu, thay mặt gia đình, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt hôm nay tại đây lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, anh trai chúng tôi là Nguyễn Văn Quý đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc. Anh đã làm đơn tình nguyện xin được tham gia vào lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Và tháng 8 năm 1970, anh đã lên đường nhập ngũ. Sau huấn luyện, anh được điều động nhận công tác tại Trung đội Thông tin Liên lạc trực thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102,
sư đoàn 308 và nhận nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Thưa quý vị, những năm 1971-1972 tại mặt trận Quảng Trị thật vô cùng căng go khốc liệt, với những địa danh như Lam Vang, Ái Tử, Cồn Tiên, Dốc Miếu. Những trận chiến một mất một còn vô cùng quyết liệt để giành giật từng tấc đất nơi chiến trường. Và anh của chúng tôi đã hy sinh trong một trận chiến khốc liệt với quân thù. Đó là một buổi chiều đầy nắng và gió, ngày 16 tháng 4 năm 1972, tại điểm cao 39, mặt trận Đông Hà, Quảng Trị. Năm đó, anh mới vừa bước sang tuổi 21. Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2022, là ngày giỗ lần thứ 50 của anh chúng tôi. Kính thưa quý vị, đối với gia đình chúng tôi, đây là một tổn thất rất lớn lao, không thể bù đắp. Song gia đình cũng có những tự hào là đã được đóng góp một phần máu thịt của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để giành lại độc lập, tự do cho quê hương đất nước. Và gia đình chúng tôi cũng được sự quan tâm của Đảng, của nhà nước trong các chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là sự quan tâm, động viên, an ủi của chính quyền địa phương. Đó chính là niềm động viên thực tế đối với gia đình. Kính thưa các quý vị, hôm nay tôi thực sự cảm động trước sự có mặt của các vị, trong đó có các cụ, các ông, các bà đại diện cho dòng họ Lội, họ Ngoại, các vị đại biểu, đại diện cấp ủy, chính quyền, đại diện mặt trận, đại diện hội cựu chiến binh làng văn hóa thôn Thuần Tị, xã An Hồng, các vị đại diện những đồng đội cùng một chiến hào với anh chúng tôi cũng có mặt hôm nay tại đây, có đông đủ các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em và con cháu trong ngày giỗ lần thứ 50 của anh chúng tôi. Một lần nữa, trước bàn thờ của anh tôi xin thay mặt gia đình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất cả các quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình, không quản đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, đã về với gia đình để thắp nén hương thơm cho anh của chúng tôi nhân kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 50 này, và chứng kiến tấm lòng thành kính của gia đình, anh em, con cháu chúng tôi đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Quý. Thay mặt gia đình, một lần nữa tôi xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Tôi sẽ nghe một lời phát biểu của người đại diện của gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các đồng chí đại diện của các cụ, chính quyền, ban công tác mặt trận, chi hội cựu chiến binh làng văn hóa thôn Thuần Tị, xã An Hồng. Kính thưa đồng đội, thân nhân họ hàng đồng bào của liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nhân kỷ niệm 55 ngày giỗ của liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, 16 tháng 4 năm 1972, 16 tháng 4 năm 2012. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức của gia đình xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, các đồng chí lãnh đạo địa phương, đồng đội của anh cũng như anh em con cháu của liệt sĩ lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và sau đây tôi xin phép được kính mời các đoàn lần lượt vào sân hương
Tôi xin trân trọng và kính mời đội tập Võ Nguyễn vào dân hương.
xin trân trọng mời gia đình bà Duyên ở Hải Phòng và đoàn đại biểu nhân các cụ công các bà của các cơ quan ban ngành trong đó
uống nước sơ chầu, sau đó cùng dự bữa cơm thân mật cùng gia đình chúng tôi để con cháu chúng tôi vui đời tập tập. Xin chân thành cảm ơn. Nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời. Dù anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi. Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên, tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất ôm anh đưa về cội nguồn, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình. Nơi đây một lần nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không. Bạn bè còn đó anh biết không anh, người tình còn đó anh nhớ không anh, vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên khi bóng anh như cánh chim. Vì thời tiết rất nhiều trời mưa gió, cho nên là các ông cháu phải cùng với anh tôi ăn trưa ở chính trường. Cho đến bây giờ mới về, kính mời các anh thắp cho anh em của thầy Nguyễn. Em rất là xin cảm ơn tấm lòng của các anh. Như một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà. Đất hoang vu khép lại hẹn hò, người thành phố trong một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đàn, những máu xương chập trùng. Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thành. Trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống. Vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sáng bao la. Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa. Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ. Vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà. Đất hoang vu khép lại hẹn hò, người thành phố trong một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đàn, những máu xương
chập trùng, xin cho một người vừa nằm xuống thấy bao